Thưa quý vị, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, dự kiến tháng 1 năm 2021, Hà Nội sẽ khởi công xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 với mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Theo thiết kế, cầu có hình dáng tương tự cầu giai đoạn 1, gồm 4 làn xe lưu thông. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách của thành phố, được xây dựng về phía hạ lưu sông Hồng. Tim cầu nằm song song và cách tim cầu Vĩnh Tuy 1 là 21,25 m. Cầu có tổng chiều dài và đường dẫn hơn 3,4 km, chiều cao tĩnh không 11 m. Việc đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 nhằm hoàn thiện cầu Vĩnh Tuy theo đúng kế hoạch quy hoạch trước đó và hoàn thiện toàn bộ đường vành đai 2 của thành phố Hà Nội, tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày mùa tăng giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc của thành phố.